Bà ngoại 88 tuổi rồi các bạn. Hôm nay ngoại đi lễ được rồi, tụi con rất là vui á ngoại. Dạ, đi lễ xong rồi thì gia đình Hiệp với ngoại với lại cậu em sẽ cùng ăn tiệc với chung với nhau. Hôm nay bà ngoại kệ khỏe là tụi con rất là vui luôn. Merry Christmas, vui vui, chúc mừng Giáng sinh. Chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thật là một cái ngày vui, một ngày vui trọng đại đối với người Công giáo. Đây là một cái ngày mà phải nói rằng là mọi người đang chờ đón ngày Chúa giáng trần. Hôm nay là đúng 2:30 ngày 24 tháng 12. Bây giờ Hiệp và gia đình chuẩn bị đi lễ. Thật ra thì có nhiều cái thánh lễ, nhưng mà gia đình chọn thánh lễ lúc 3 giờ chiều là cái thánh lễ dành cho các em, để mình có thời gian mình về để mình có những cái buổi tiệc chung vui với gia đình. Thì các bạn biết rằng đó là mùa Noel là một cái mùa mà mùa thanh bình, mùa đoàn tụ. Thành ra năm nay gia đình Hiệp cũng như mọi năm là có các cháu đi học xa về chung vui với gia đình. Và thứ nhất là được đi lễ chung với gia đình, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người Công giáo, đó là cả gia đình cùng đi lễ Giáng sinh và sau đó về cùng tổ chức tiệc Giáng sinh ăn chung với nhau. Thì các bạn theo dõi cái buổi tiệc Giáng sinh cũng như là trước tiệc Giáng sinh để gia đình Hiệp chuẩn bị đi lễ nhà thờ đấy các bạn. Vui vui nên chúc mừng Giáng sinh. Dạ, các bạn đi nha. Hôm nay có hai đứa con về, các bạn rất là vui luôn. Đó là cái niềm vui lớn nhất của cha mẹ, là các cháu được về để mà cùng đi lễ chung với gia đình các bạn. Vui vui hai tụi con. Vui vui. Dạ. Dạ. Ok các bạn. Dừng đi các bạn nha. Dạ. Ok. Bây giờ gia đình tụi này đang đi tới đón bà ngoại các bạn. Hôm nay phải nói là một cái niềm vui, bởi vì hôm nay tự nhiên bà ngoại khỏe, bà ngoại đi lễ Giáng sinh với gia đình tụi này. Dạ, bây giờ đi vào đi đón bà ngoại đây. Dạ, đi vào đón bà ngoại các bạn. Tại vì từ nhà Hiệp mà chạy qua nhà ngoại thì có khoảng cả chừng cây số rồi các bạn. Và cái thằng con trai Hiệp cháu ở xa, đi học xa về, hôm nay cháu tới đón bà. Chúc Giáng sinh đến với tất cả quý anh chị và các bạn của Hiệp xa gần nhé. Đây, bà có bà ngoại đây. Đây là nhà của cậu em vợ của Hiệp ở chung với bà ngoại. Chào bà ngoại, chúc mừng Giáng sinh bà ngoại. Dạ. Ok, bây giờ. Bà ngoại 88 tuổi rồi các bạn. Hôm nay ngoại đi lễ được rồi, tụi con rất là vui á ngoại. Dạ, đi lễ xong rồi thì gia đình Hiệp với ngoại với lại cậu em sẽ cùng ăn tiệc với chung với nhau. Hôm nay bà ngoại kệ khỏe là tụi con rất là vui luôn. Bởi vì từ khi ông bà nội mất rồi đó, thì mình coi ngoại giống như là mẹ ruột của mình nữa các bạn. Tại vì ở chung với tụi Hiệp cũng khá lâu rồi, thành ra mấy mẹ con cũng quen cái cách sống của nhau rồi. Dạ. Dạ, đúng đón cho hài đồng, đúng rồi. Đó, các bạn xem quan cảnh gia đình. Hôm nay ngoại khỏe các bạn. Chị vui mịt mà. Ngoại khỏe là vui rồi. Đối với tuổi già nhiều khi có ngày khỏe, ngày mệt các bạn mình khó nói lắm. Có ngày khỏe, ngày mệt mình khó nói, mình không phải nói là muốn đi lễ là đi đâu chẳng hạn. Tuổi già nhiều khi nó tiền mai mới bỏ được, hôm nay đâu bỏ được. Okay, các bạn. Hả? Mai mới bỏ được. Thôi bây giờ mình đi ha. Dạ. Cầm đâu. Các bạn, đây
con đường dẫn tới nhà thờ đây, từ nhà hiệp trại tới nhà thờ thì mất khoảng chừng hơn 10 phút chạy xe. Đây là cái giáo xứ nó tên gọi là Samuel Yumin. Nơi đây thì chỉ có 47 gia đình Việt Nam thôi các bạn. Đây là cái nhà thờ, nói chung là nhà thờ của Na Uy nha, chứ không phải nhà thờ của Việt Nam mình. Thì mỗi tháng nó có một thánh lễ Việt Nam một lần. Có thánh lễ Việt Nam là do linh mục của Việt Nam. Còn đây là giáo xứ này là có cha chánh xứ là cha Phêrô Nguyễn Tuấn Văn, người làm chánh xứ của cái giáo xứ này các bạn. Đây các bạn xem cái quang cảnh nhà thờ San Cumin, nơi cái vùng quê hẻo lánh nhất xem nha các bạn nha. Đây là các bạn xem tới đi ạ. Bây giờ thì đi thánh lễ lúc ba giờ các bạn. Trời nó trơn quá các bạn. Nhưng không sao, mình chạy chậm mình quên rôn rồi đúng không? Đây. Đấy, các bạn xem, đây một số các giáo dân mình. Hôm nay là thánh lễ của Na Uy các bạn, chứ không phải thánh lễ Việt Nam. Không có được. Tại vì nó trơn lắm, nó chạy lên không nổi bằng ngoài. Và các bạn thấy giáo xứ của hiệp đó các bạn. Thì tuyết cũng bắt đầu rơi các bạn. Thì muốn ghi lại cái hình ảnh mùa Giáng sinh năm nay, gia đình hiệp sum họp và đi lễ Giáng sinh như thế nào, cũng như là tiệc chung với nhau trong gia đình như thế nào nhé các bạn nhé. Giáo xứ mới, chỗ đầu xe rộng rãi, và rất là thoáng, nhà thờ rất là đẹp các bạn. Bãi đầu xe rất là rộng, bãi đầu xe này có thể chứa được cũng trên 100 chiếc xe đó các bạn. Thì con lên đi để ba má đưa đi. Giáo xứ này có một cái cầu thang máy, cái thang máy dành cho những người già đi các bạn, dành cho những người già đi, thay vì cầu thang lên cao quá thì người già do đau chân không lên được thì có một cái cầu thang máy các bạn. Thang máy dành cho những người tàn tật hoặc là những người mà yếu chân đó, thì không đi lên cầu thang được, thang máy các bạn. Chào thầy. Tự động, tự bấm này tự động các bạn. Thank you.
các bạn, đây là bên trong thánh đường San Giovanni mới được xây dựng chưa đầy 5 năm các bạn. Vậy là buổi lễ Giáng sinh của thiếu nhi đã kết thúc.
gia đình Hiệp quyết định đi lễ thiếu nhi để về có thời gian gia đình sum họp với nhau trong cái bàn tiệc mừng Chúa Giáng sinh. Các bạn xem quan cảnh nhà thờ lễ lúc 3 giờ chiều. Và tối nay thì có lễ của người lớn. Và hôm ngày hôm nay thì có đến 3-4 cái thánh lễ luôn các bạn. Ok, chúc mừng Giáng sinh đến tất cả quý chị và các bạn nha. Tiếp tục theo dõi nha. Bây giờ là 4 giờ chiều thôi, vừa tan thánh lễ Giáng sinh của thiếu nhi xong. Thì các bạn xem đây là quang cảnh trước cái bãi đậu xe trước nhà thờ San Gimin. Hôm nay thì Giáng sinh năm thì đặc biệt hơn mọi năm là tuyết rơi đúng luôn, đúng thời điểm và rất là đẹp luôn. Mới đi lễ có chưa đầy một tiếng hồ ra mà bắt đầu là tuyết phủ xe rồi. Mọi người ai lấy cũng phải lo cào tuyết rồi. -14 độ luôn các bạn, rất là lạnh luôn, lạnh cống tay luôn. Thành gì thế, thấy bà ngoại thế thì là gì nó cho đầu phục nó đúng rồi. Thì Linh Huệ có tặng quà cho vú bò nữa, trời ơi. Này cho như có hai món quà đó. Xin chào các bạn. Hôm nay gia đình mới đi lễ Giáng sinh về. Bây giờ các bạn xem ở tại Na Uy thì nó có những món ăn truyền thống nào mà người Na Uy mà ăn, người ta thường ăn trong lễ Giáng sinh nha. Thì gia đình Hiệp hôm nay cũng bà xã cũng kết hợp giữa món Âu với Á luôn. Bây giờ mời các bạn xem những món Âu là gồm những món gì nha các bạn nha. Đây các bạn. Trước tiên đó thì đó là cái món sườn chừ. Đây là loại thịt chừ mà người ta đã làm ra cái thành phẩm nó khô rồi, cái sườn chừ khô, sau đó mình ngâm nước các bạn, mình ngâm nước trong vòng một đêm luôn các bạn, mười mấy tiếng á, sau đó mình phải xả nước nhiều lần để cho nó bớt cái chất mặn á, sau đó mình hầm vào trong ở dưới cái đất đáy nồi thì nó có một số những cái thanh củi mà để mà cái thanh củi này nó có tác dụng để mà nó hút những cái chất mỡ vào trong nó hết các bạn. Một phần nó hút hết, một phần các bạn, những cái thanh gỗ nó khoảng bằng ngón tay cái mà nó chiều dài khoảng 20 cm, người ta bỏ phía dưới cái nồi đó để mình hút mỡ các bạn đó. Bây giờ ngoài ra thì có món gì đây nữa, rồi đây là xúc xích với lại thịt này là loại thịt mà người ta thường ăn trong cái mùa Giáng sinh các bạn ạ, ăn thường cũng được mùa Giáng sinh đó các bạn. Rồi đây là cái món này là cũng giống Việt Nam mình luôn. Đây là cái món Ripper. Đây là cái món thịt heo quay các bạn, thịt heo quay rất là giòn luôn. Chỉ như vậy thôi. Còn ngoài ra các bạn, ngoài ra thì có cái món này nó rất đặc biệt là mỗi mùa Giáng sinh nè.
Đây là một cái loại cái củ giống như kiểu bột khô đó các bạn. Một cái loại củ sau đó là về là mình sắc ra, mình luộc lên sau đó là mình dùng cái máy mình đánh chung với là bơ, và sau đó thì bà xã mình cũng lấy cái loại nước cái mà cái nước cốt của cái loại mình hầm cái sườn của con trừ á đó. Sau đó mình trộn cái nước mỡ nó vào đây và mình đánh chung với nhau. Cái món này nó để ăn chung với cái món spinach các bạn. Đó, spinach. Còn ngoài ra thì có bánh xèo với lại thịt heo quay ăn với bánh hỏi. Con về hai cháu đẹp chàng xin vui vẻ đón chùa Hải Đông dồi dào sức khỏe được rồi. Rồi, tụi con cảm ơn an. Tụi con cùng chúc mẹ với cậu vẽ Giáng sinh vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Dạ. Cảm ơn bà ngoại đã qua đây dễ mà dì tiệc Giáng sinh với tụi con. Rồi, con xin mời. Herregud, är det iskallt? Jag tror det blir bättre nu. Oj, vi skulle slått det först då. Nej, det tog mig. Smiler inte engang. Còn thịt nhiều lắm nha. Tự nhiên nha, còn thịt nhiều lắm á. Này đừng xương. Đừng xương. Rồi. Okay. Mà kính Giáng sinh vui vẻ nha. Yeah. Rồi. Bà ngoại thấy khỏe đó. Ngoại? Thấy bà ngoại khỏe, con chúng con vui lắm. Thank you.
ngoại. Rồi đây là hoàng thi, quà hoàng thi tặng cho bà ngoại đây, đi cái gì đây? Đi từ từ. Đây đang có tiền rồi mà. Đó, hoàng thi có dốt có tiền rồi tặng cho bà ngoại cái gì đây? Wow. Có tiền hết rồi mà. To quá. Lấy cái gì? Maska. Luis de Tom. Luis de Maska Schaffer. Thì bà đứng sau bà ngoài kìa. Khánh tám. Cần đó. Rất cần luôn. Kể em đi, không có, không cần thì... Rồi mấy cái khăn quá tốt luôn, đẹp luôn. Rồi mấy khăn tắm. Mít mít lắm hả? Mịn màng lắm đúng không? Cái tốt rất là mịn. Được rồi. Mấy cháu tặng cho bà, không biết mua cho bà cái gì. Tại bà có tất cả rồi. Một bì đó luôn hả? Bà ngoại đi để coi gì nữa. Bà qua năm nay là bà ngoại còn khỏe thì bà ngoại. Cái ly. Rồi. Đây là thằng cháu, thằng cháu là sinh viên. Sinh viên chưa có việc làm cho bà ngoại gì đây? Cái đó đỡ không? Đó. Đúng mà. Đó bà ngoại cho con coi cho bà ngoại. À cái bao tay bằng len. Cái đó mà nó xong. Bằng len để bà ngoại đỡ lạnh. Mỗi lần đi ra ngoài đỡ lạnh. Đóng rồi. Lì chữa. Hồi đấy ăn cháo cho còn cái gì đây? Đây là cái ra để nằm cho ấm. Bà ngoại có một cái tấm ra sự nhiệt. Cái này là má này, bà ngoại có một sự việc nữa. Hai đứa cho má này. Đã miên đồ về trở lại. Rồi đây, hai đứa cho má kính gì đây? Thôi mày. Cái bà ngoại dưới vậy. Bà lấy là... Cẩn thận chút ha. Gì đấy? Đã mi vô hả? Cho dùng giấy của má hết rồi. Rồi, chú lại đi cá mi vô. Cái gì đây? Để đánh mà mọi ứng xây. Ôi, để đánh mà mọi ứng xây đánh. Nó sẽ trượt. Ôi dồi. Ở đó. Chắc được đây. Để đánh mà mọi ứng xây. Ôi, nó có trong vịt tử lần. Chị. Đây là con gái tặng cho mama. Chị xin chọc. Hát bà ảnh phương. Hai đứa con mới đi tặng cho mama. Không, mama very glow ở đó. Cái màu rất đẹp, cái màu đỏ pha với cái màu nâu đẹp. Dạ, thưa xin thật con. Lên ba thì coi. Tôi bỏ xong những ứng cầm mấy luôn đó ba. Tại vì em lúc nào thì ở đó xong mà rong được cái rong gì nữa. Kéo lên. Kéo lên thôi. Dạ. Hai một bít tờ tùy là hợp đấy. Dạ. Ồ, quá đẹp luôn rồi. Mày quá. Mày quá. Đây, cảm ơn mọi người. Ờ, hẹn gặp lại con bé con bít xuống. Mày quá phiền phò kìa. Ồ, nhớ phiền phò kìa. Cả hai chị em. Rồi, thằng Nhân coi, chị Thi tặng cho Nhân cái gì nè. Này, cho Nhân này. Trời ơi. Ôi da. Trời ơi, vẽ cái tặng cho anh Hiệp nè. Rồi, cho anh coi chị Thi tặng như cái gì. Chắc chị. Wow, cái áo len kìa. Ôi, chị con sợ lắm, còn có hàm bịt Nhân coi, đẹp áo, đẹp quá Nhân ơi. Đẹp rồi, Nhân ơi. Cái máy gì đây, cái gì quên rồi. À, mình đã xem. À, cái máy xe tóc. Cái máy xe tóc đi du lịch. Hay lắm mà kiếm năng cần. Đúng không, mua đó là mai Nhân. Mà còn không đem nó nặng. À, vậy là mát đi đâu mà đem lên Nhân. Dạ. Ít tiền rồi, ít tiền rồi. À, Thi cần cái này hả? Đây. Cô gái ra ra. Nàng công chúa ra riêng vì đang cần những cái đồ nhà bếp nè. Đó, để đựng spaghetti. Đây cậu vẽ tặng cho ba Hiệp đây. Này mỗi lần bỏ mấy quay phim hoặc là bỏ mấy dây điện hay là mấy cái đồ đi live stream đây rồi, được đây thắt cậu vẽ rồi. Gọn nhẹ đeo nghe vai luôn, mỗi lần khỏi mất câu bỏ trong túi lắc nhắc cứ hết luôn. Đúng rồi. Coi là bà ngoại 88 tuổi tặng cho hai vợ chồng nè. Trời ơi bà ngoại. Rồi bà ngoại tặng nè. Ôi. Oh my god, bà ngoại. Để mấy đệm coi, đệm hả? Ôi, bà ngoại tặng kia thôi bà ơi, ngại quá. Ôi. Nhân. Bà ngoại. Đây có tiền nhân. Trời ơi bà ngoại. Bà ngoại tặng kia. Cảm ơn ngoại. Ơi, rồi cái bà ngoại cái đi. Cảm ơn ngoại. Bao nhiêu vậy? Khá là chứ. Ôi, chị lên bà ngoại.